thì với cái lịch diễn mà bận rộn như thế này thì thời gian đâu mà đi chơi với người yêu? Đi chơi với người yêu đâu có được. Yêu thì đâu, bởi vì đâu có người yêu. Đâu có người yêu, chính vì vậy cho nên rằng luôn luôn có thời gian để mà đến với khán giả của mình nhá. Vỗ tay liền, vỗ tay liền. Vì thật ra khán giả và âm nhạc mới chính là người yêu của Nu. Đó, thì ngày nào mình cũng được sống bên người yêu của mình mà. Nu vẫn hiểu, một người nghệ sĩ thì một người nghệ sĩ điều quan trọng nhất vẫn là sân khấu và khán giả và những ca khúc của mình, đúng không Nu? Ông có thảo mai ra nói thiệt á. Ờ biết mà, dạ em biết, em biết. Rồi câu hỏi tiếp theo, nếu mà trong đêm nay mà không đi diễn thì Nu sẽ làm gì để ăn mừng Noel? Chắc ngủ, tại không biết làm gì hết. Tại bình thường Noel là phải đi hát, còn không đi hát thì chắc không phải Noel là ngày thường quá. Vậy tại sao không rủ mấy bạn fan đi chơi? Tại vì đi hát rồi cho nên là không có rủ bạn fan đi chơi. Mà thật ra nhá, ngày hôm nay fan cũng chạy show với Nu đó, chạy được 2 show rồi. Right. Wow, cảm động quá. Tình cảm đối với Nu thật sự là big fan của Nu Phước Tình nha. Vì vậy mới coi như là người yêu đó. Chắc mãi cũng không yêu ai được vì chỉ mãi yêu khán giả của mình thôi. À, không biết là trong fan club của Nu có những cái hiệu đặc biệt, vài slogan Nu Phước Tình, Nu Phước Tình. Có những cái slogan giống như là của Hàn Quốc á. Vậy không? Ví dụ vậy nào? Có những cái câu có ký hiệu giống như là Kill Me á. Vậy nào? Có không ta? Có không? Không phải. Được cho Nu xin lỗi chứ thật ra Nu thấy Quang mới làm, Nu tưởng Quang bị giật kinh phong. Không, khả năng chặt chém cũng dữ lắm nè. Nhưng mà ý là tại vì fan của Nu chỉ nhẹ nhàng đưa trái tim lên thôi là được. Đó, chứ đâu có bạc 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 bạc. Đâu, trái tim giật, giờ sao? Đâu. À thôi, lát không vô trong dạy cho một bài. À ok, rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi rất đơn giản thôi, nhờ Nu gửi lời chúc Giáng sinh đến tất cả quý vị khách hàng tại SC Vivo City. Yeah. Không có một lời chúc Giáng sinh nào thực tế bằng một ca khúc Giáng sinh. Và chắc chắn rằng là Nu cũng mong muốn rằng mùa Giáng sinh là mùa an lành. Vì vậy cho nên Nu rất là mong muốn tất cả mọi khán giả của mình luôn luôn được an lành và được gần gũi với lại người thân của mình trong những giây phút quan trọng như thế này và trong những giờ phút đặc biệt như thế này. Thường không khí Giáng sinh thì rất là lạnh, nhưng mà khi mà bên cạnh người thân của chúng ta thì không bao giờ chúng ta cảm thấy lạnh, phải không ạ? Vì vậy cho nên là bản thân Nu cũng như là Vivo ngày hôm nay rất là ấm lòng khi mà được chào đón tất cả mọi người cùng đến với lại